mọi người, hôm nay thì mình sẽ nói về một chủ đề lạ mà quen, đó là quyền động vật. Có rất là nhiều người hỏi mình xem là làm thế nào để chúng ta có thể hợp lý hóa quyền động vật đây. Mặc dù quyền động vật là một trong số những thứ mà chúng ta nói đến rất nhiều, không chỉ ở trong tranh biện mà còn trong cuộc sống hàng ngày nữa. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ đưa ra một số những lập luận mà mình đã thường sử dụng để có thể giải thích và hợp lý hóa quyền động vật. Lập luận đầu tiên là nằm trên mặt nguyên tắc. Lý do vì sao mà chúng ta lại cần phải có quyền động vật, đó là bởi vì động vật cũng có một cái khả năng để có thể cảm nhận được sự đau đớn. Và với cái khả năng để cảm nhận sự đau đớn này thì nó đã là đủ để mà chúng ta hợp lý hóa việc đối xử với động vật với một sự danh dự, với cái nhân phẩm và với một cái cách thức mà chúng ta vẫn đang đối xử giống như là những gì chúng ta đang đối xử với con người. Một cái phép loại suy mà chúng ta vẫn thường có thể sử dụng ở trong các trận tranh biện mà mình thấy, đó là chúng ta có thể sử dụng một cái phép loại suy liên quan đến những người mà họ có thể có một cái căn bệnh nào đó khiến họ sinh ra và họ có cái trí thông minh khá là thấp. Họ có thể sẽ không nhận thức được tất cả những cái xảy ra xung quanh cuộc sống của họ. Tuy nhiên thì với cái lý do là họ vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn, vì thế nên là mọi người vẫn sẽ tôn trọng, mọi người vẫn sẽ đối xử với họ giống như là tất cả mọi người bình thường, với danh dự và với nhân phẩm. Và đấy là lý do vì sao mà tất cả những loài động vật chỉ cần chúng cảm thấy cái sự có khả năng để cảm nhận được cái sự đau khổ về mặt thể chất, về mặt tinh thần thì chúng đã là đủ một lý do để cho chúng ta phải đối xử với chúng với danh dự và nhân phẩm. Hai cái lý do tiếp theo thì nó nằm ở trên mặt thực tiễn nhiều hơn là ở trên mặt nguyên tắc. Vậy thì trên mặt thực tiễn thì mình sẽ thường chỉ ra hai lý do như sau để giải thích rằng là lý do vì sao mà chúng ta tôn trọng quyền động vật lại là một điều cực kỳ quan trọng. Cái lý do đầu tiên đó là loài động vật nó cũng sẽ là một cái phần không thể thiếu để đóng góp vào cái hệ sinh thái mà chúng ta đang có. Như chúng ta có thể thấy rằng là để có một cái hệ sinh thái mà duy trì được như chúng ta đang có ngày nay thì chúng ta không thể nào mà thiếu được sự đóng góp của rất nhiều những loài động vật. Và vì thế nên là trên mặt nguyên tắc cũng như là trên mặt thực tiễn thì chúng ta cần phải có một cái sự đóng góp ngược trở lại cho những cái loài động vật này, cũng như là cần phải duy trì cái sự tồn tại của những loài động vật để chúng ta có thể duy trì hệ sinh thái nói chung mà chúng ta đang sinh sống. Cái lý do thứ hai đó là việc mà chúng ta đối xử với các loài động vật một phần nó cũng sẽ phản ánh cái cách thức mà chúng ta đối xử với nhau. Và nếu như mà một chúng ta có cái sự không tôn trọng đối với cả quyền lợi của những cái loài động vật thì nó cũng sẽ phản ánh một sự suy đồi về mặt đạo đức của tất cả con người. Lấy một cái ví dụ là các bạn có thể nhìn vào những cái người mà có hành vi hay là có xu hướng đánh đập những cái loài động vật hay là có xu hướng tàn bạo với cả động vật thì thông thường họ cũng sẽ có thể sẽ không có một cái hành vi tương tự khi mà đối xử với những cái người khác trong cái xã hội đó. Vì thế nên là cái việc mà chúng ta duy trì cái quyền lợi dành cho động vật và duy trì cái cách thức mà chúng ta đối xử với cả động vật như vậy, nó cũng sẽ là một cái cách để đảm bảo rằng là chúng ta duy trì được cái tệp giá trị, những cái giá trị đạo đức của con người và không khiến cho những cái giá trị đó bị trượt dài. Và đấy là những cái lý do vì sao mà chúng ta lại nên ủng hộ và cũng như là nên hợp lý hóa quyền động vật, và vì sao quyền động vật, việc tôn trọng nó lại là cực kỳ cần thiết. Ở một cái tương quan ngược lại thì trong rất nhiều trận tranh biện họ sẽ yêu cầu các bạn cần phải có một cái sự ưu tiên nhất định khi mà quyền lợi của con người và quyền động vật có thể mâu thuẫn với nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy một số người thì họ sẽ ăn thịt động vật để làm một cái cách để mà chúng ta bổ sung dinh dưỡng cho bản thân. Chúng ta cũng sẽ có những người mà họ sử dụng những cái sử dụng động vật để tạo ra những cái lợi ích cho bản thân. Ví dụ như là chúng ta có thể có áo để mặc, chúng ta có thể làm túi để đeo, chúng ta có thể có rất là nhiều những cái phụ kiện, rất nhiều những cái bộ đồ và rất nhiều những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày là được làm từ động vật. Vậy thì rõ ràng là trong những cái trường hợp như vậy thì cái sự thoải mái của con người có thể trong một cái tương quan là có thể có sự đối lập và cũng như là đối với cả quyền lợi mà động vật phải có. Vậy thì trong những trường hợp như thế thì làm thế nào để chúng ta có thể giải thích rằng là chúng ta vẫn được hợp lý hóa để có thể xâm phạm một phần vào quyền lợi của động vật? Lưu ý rằng là tất cả những cái đội mà trong một trận tranh biện khi họ đứng ở vào một bên mà bảo vệ cái sự thoải mái của con người lên trên cái quyền lợi của động vật thì họ không bao giờ lựa chọn một cái lập trường quá là khắc nghiệt là chúng ta sẽ phủ nhận hoàn toàn quyền lợi của động vật. Cái cách mà chúng ta lựa chọn lập trường thông thường sẽ là chúng ta nói rằng chúng ta vẫn tin rằng động vật sẽ có quyền lợi.
Tuy nhiên chúng ta đặt nó vào trong tương quan so sánh và chúng ta chỉ nói tới cái sự ưu tiên ở trong đó mà thôi. Và cái cách mà chúng ta giải thích cũng sẽ không phải là phủ nhận hoàn toàn rằng là động vật không có quyền lợi gì cả, mà thông thường cái cách chúng ta sẽ sử dụng để giải thích là giải thích rằng vì sao trong cái tương quan so sánh thì quyền lợi của con người, sự thoải mái của con người trong rất nhiều trường hợp thì nên cần phải được ưu tiên. Vậy thì cái mà hai cái lập luận mà mình thường sử dụng để có thể giải thích là gì? Lập luận đầu tiên vẫn là so sánh về cái sự ưu tiên trên mặt lợi ích. Chúng ta có thể thấy rằng là con người thì vẫn sẽ có một cái trí thông minh lớn hơn, cái sự cảm nhận về tất cả những cái diễn ra xung quanh họ là lớn hơn đối với cả những cái loài động vật. Họ có thể cảm nhận được sự đau khổ, sự mệt mỏi, sự túng thiếu. Họ có thể cảm nhận được sự hạnh phúc, sự thoải mái trong cái quá trình mà họ sinh sống. Vậy thì rõ ràng là nếu như mà đặt nó vào trong một cái tương quan thì rất nhiều trường hợp chúng ta vẫn sẽ ưu tiên cái sự thoải mái của con người lên trên một số những cái quyền lợi nhất định của các loài động vật. Cái lý do thứ hai là để những loài động vật để chúng có thể sinh sống được ở trên trái đất này thì chúng vẫn sẽ cần phải có một cái sự hỗ trợ nhất định. Rất nhiều những loài động vật thì đang cần một cái sự hỗ trợ nhất định của con người, ví dụ như là hỗ trợ trong việc chăn nuôi, hỗ trợ trong việc thiết lập những cái không gian sống để mà chúng có thể tiếp tục sống ở trong đó, trong cái việc là tìm kiếm đồ ăn rồi là nuôi dưỡng chúng. Và vì thế nên là đối với một số những cái loài động vật khi mà đã được chăn nuôi bởi những cái người dân ở trong xã hội này thì họ vẫn sẽ có một cái quyền sở hữu nhất định, cũng như là họ có thể sẽ có quyền giết mổ hoặc là có một số cái quyền sử dụng một số những cái bộ phận như là lông, như là da của chúng để có thể làm nên thành những cái bộ những cái đồ vật mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Vậy thì đấy là một số những cái lập luận mà mình đưa ra giúp cho các bạn có thể làm tốt hơn trong những cái đề liên quan đến quyền động vật, và chúng ta cần phải hợp lý hóa quyền động vật hoặc là giải thích sự ưu tiên trong cái mối tương quan so sánh giữa quyền lợi, sự thoải mái của con người với cả quyền động vật. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn, và lưu ý rằng là video này chỉ mang tính chất tham khảo, nó không phải là bài chữa, và vì thế nên là rất hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục nghiên cứu để đào sâu thêm và mở rộng thêm lập luận của mình. Bye bye mọi người.